mình lại không chơi nữa thì làm thế nào nhỉ? Trời ơi, không. Mà bây giờ mình lại không chấp nhận thì làm thế nào nhỉ? Tình chị em chắc có bền lâu. Được rồi. Bóng. Làm sao? Anh pillow kìa đó. Sai. Oh yeah. Ôi top 1. Ôi má ơi, top 1 bên kia đấy ạ. Thỏ đây, top 1 đấy. Anh Philo anh đập phủ đầu mình dữ rồi. Mặt căng thẳng đấy Sơn ơi. Sơn này giãn cái tĩnh mạch. Đấy em cứ căng thẳng đâu ra. Nào ăn cơ mặt ra. Messi chơi đi. Tâm mùa kia là anh canh phút cuối đó. Anh canh phút cuối để anh ấy cướp sọc nhà mình đó. Anh ấy bảo chơi PK bấm đầu là đã thấy độ máu rồi. Là đã thấy cái độ thù nó sâu sắc rồi đấy. Anh Thỏ ơi, anh lên 100 viên đi chứ. Ai lại chơi dây cuối thế? Đừng có nói là bảo Sơn nó đi phi cơi mà anh có ba hòn nữa nhá. Đúng lắm thì mình mất 18 sọc chứ mà cầm gì đâu. Để xem top 1 nhà Xuân nó mạnh cỡ nào. Anh ghê đấy. Alo, canh kinh đấy. Em sẽ giữ sự im lặng đến giây phút cuối cùng. Nhìn mặt Sơn nó căng thẳng. Chắc là dây cuối anh nên cái kiếm mà cùng hay sao mà cả phải căng thẳng. Nè nào. Xuân là nó bấm quay, nút quay rồi đấy.
Mẹ, cứu em. bên kia mẹ giúp của anh đây. Em chào anh Dậu. Cảm ơn chị Thông. Nhưng mà bên kia lên cái gì vậy? Em không nhìn thấy luôn. Bên kia lên. Bên kia lên lọt 15 kiếm à? Ô hù xíu thôi làm gì chị căng thẳng dữ vậy? Nhà em đâu nở cắt sọc của chị đâu. Lọt 15 kiếm thôi kìa. Vậy giờ nhưng mà em lấy có một sọc làm gì đó. Thôi nhường là một sọc bên kia cho chị. Không có kìa. Anh ơi, anh đi kiểu gì mà anh ấy đâm kiếm xuống ruộng đây? Ý là hù chị thôi. Lấy sọc làm gì? Người thành công luôn có nhường đó. Em không biết là nhường hay là em không biết là nhường hay là thật. Thật đó chị. Em thấy là lọt. Tại vì hồi nãy em cố tình em hù chị thấy những cái giây phút mà em căng thẳng em không nói chuyện không bình thường. Em đi chơi BK là em rất là la làng nhưng mà hồi nãy là em hù chị. Em hù thật hay là chị cũng không có sợ. Mà kể cả là chị mất 18 sọc chị vẫn không có sợ, em hiểu không? Thôi bên em lấy một sọc làm gì, thôi bây giờ đẩy cái sọc kêu qua bên chị cho 19 sọc luôn. Trời ơi 18, 15 kiếm là ca rưỡi hả? Ca rưỡi. Nhà em chỉ lấy 4 viên thôi. Ca rưỡi đó lên chơi vậy đó. Lên chơi à? Tôi mà là hôm nọ nhà chị cũng lên con rồng chơi luôn. Hôm nọ nhà chị lên con rồng chơi luôn. Dữ rồi. Không nhưng mà bữa đó em chưa có thấy. Bữa đó em chưa có thấy. Bữa nào là bộ chị hù em vậy? Lên con rồng chơi thôi. Chơi. Nhưng mà không được lên trong giờ BK nha. Đó. Lên ngoài giờ vậy đó. Ta BK nhau bắt giờ lên. Hôm nào nhà chị đấy. Lên ngoài giờ đó. Hôm nào nhà chị lên ngoài giờ luôn. Nên con rồng chơi luôn ngoài giờ. Thế mình phải chán. Ôi giời đau ruột. Thôi về. Thôi đây dạ. Này về nhá. Em dạ em thích anh Dạo hả? Anh lại hỏi thừa. Hỏi cái câu. Anh lại hỏi cái câu mà anh biết rất rõ, anh trả lời rồi. Mà anh vẫn cứ hỏi. Nhờ, hỏi thừa nhờ. Dạ không chị, tại vì đó là các anh chị mà bên nhà em á rất là lịch sự. Khi mà tặng quà cho idol là phải hỏi là thích hay không, thích mới tặng. Thích quà gì tặng quà đó chưa. Em cảm ơn chị Thông. Chưa bao giờ là thấy Sâm bảo là em không thích nhờ. Lúc nào cũng thấy em thích. Tại vì là các anh chị biết em hay ngại nên thành ra là hỏi có thích hay không. Thích thì các anh chị mới lên. Về thôi, mai chơi kèo 20. Sao chị về đi ngủ đây? Em nhập ngại quá. Anh bóp còn sống anh bảo về đi ngủ đây. Ủa vậy là bây giờ là chị không đi chinh chiến thêm để kiếm thêm sọc 20 hả chị? Không,
Chị là chị cứ đến giờ là chị xuống thôi, cứ là sọc 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 bao nhiêu chị cũng xuống. Phải đủ câu em thích cào phím rồng không xuân. Ào. Cào phím, thiếu chữ cào phím. Thiếu chữ cào phím. Dạ vậy thôi, em chúc chị ngủ ngon nha. Em chúc chị ngủ ngon. Ok, cảm ơn em nha. Em chào các anh bên đó nha. Dạ. Cảm ơn các anh bên đó nha, em về đây. Bye bye. Ủa? Bấn loạn.